À, mấy trang nha, mình tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào một clip mới nhất vào buổi trưa của ngày 5 tháng 7. Thì đến buổi trưa ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng sưu tầm được một vài sản phẩm rất là đặc biệt quay lên để gửi đến cả nhà mình trong video hôm nay. Xem được thì nhớ cho em xin một like cả nhà nha. Phía bên tay trái màn hình của mình ha, có tay đưa lên nhấp giùm em cái nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giùm em luôn nha, để hàng ngày lên những clip thì các bạn cũng thể xem được ha. Hôm nay là rất là nhiều sản phẩm hot sẽ có trong ngày hôm nay đây. Toàn bộ tất cả các tiền xưa, tiền sưu tầm ha, và một số loại tiền may mắn sẽ có trong video ngày hôm nay để giới thiệu và giao lưu cùng cả nhà mình. Xem được thì đừng quên cho em xin một like nha. Mình có 3 giây để like giùm em ha. Ở phía bên tay trái màn hình có nút ngón tay đưa lên nha, like giùm em cái ha. Rồi sau đây sẽ là chi tiết từng sản phẩm sẽ có trong ngày hôm nay để giới thiệu và giao lưu cùng cả nhà mình nha. Rồi để em đặt đặt máy xuống quay từng món cho cả nhà mình xem luôn ha. Đi vào mã số 1 đầu tiên. Mã số 1 đầu tiên là như cả nhà mình cũng biết ha, tờ tiền 2 đô. 2 đô được phát hành năm 1976 nha, tờ tiền may mắn nhất thế giới ha. Với những câu chuyện đằng sau những tờ tiền này nha, rất là hay ha. Thì bên em là sưu tầm được một số tờ, là đặc biệt những tờ này là chưa qua sử dụng luôn nha. Chưa qua sử dụng ha. 2 đô được phát hành năm 1976, tờ tiền được xem là tờ tiền may mắn nhất thế giới, mặt trước là hình ảnh tổng thống Jackson này cả nhà mình xem nha. Và trên tờ tiền, dưới cái tờ seri là nó có là 1976 này ha. Nhiều người lầm tưởng là mặt sau là 1776 là tờ tiền. Không phải nha, mặt sau là 1776 đó là năm độc lập nước Mỹ nha. Và năm sản xuất tờ tiền nó nằm ở mặt trước của mình ha, dưới tờ seri. Đó, những tờ này đặc biệt là chưa qua sử dụng thì giá trị nó sẽ cao hơn như thế nào ha. Và 200 ngàn một tờ. Nhưng mà 2 đô 76 này là em không bao ship nha. Tại vì chỉ có 200 ngàn một tờ là em không có bao ship mẫu này nha. Mình mua nhiều tờ thì em mới bao ship được ha. Đây các anh em xem đây, 2 đô được phát hành năm 1976 chưa qua sử dụng, 200 ngàn một tờ. Đây là mã số 1 trong ngày hôm nay nha. Tiếp theo mã số 1 và mã số 2. Mã số 2 là giới thiệu cả nhà mình những tờ 2 đô được phát hành năm 1976 nhưng mà đặc biệt là nó có tem. Vì sao nó có tem thì cả nhà mình cũng theo dõi nha. Những tờ 2 đô đầu tiên được sản xuất thì được chính phủ Mỹ cho dán tem Mỹ vô đây nha, và đóng mộc vô đây để kỷ niệm 200 năm độc lập nước Mỹ nha. Nước Mỹ thì được độc lập năm 1776, tới năm 1976 là kỷ niệm 200 năm độc lập nước Mỹ ha. Những tờ 2 đô kỷ niệm 200 năm độc lập nước Mỹ nó sẽ được dán tem Mỹ ha, và được đóng mộc như thế này. Những tờ này thì có giá giao lưu với mình là 280 ngàn một tờ nha, 280 ngàn một tờ ha. Đây là mã số 2 có trong video ngày hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình nha. Và tiếp theo một trong những tờ rất là đặc biệt nữa, 2 đô thì nó chỉ sản xuất một số năm thôi nha. Và tiếp theo là giới thiệu mình 2 đô được phát hành năm 1953 nha, 53 ha. Tờ này 53 thì 2 đô Mỹ nó chỉ sản xuất một số năm thôi. Năm đầu tiên sản xuất là năm 1928. Tiếp theo là tới năm 53 nó mới sản xuất ra tờ tiền nha. Bây giờ tờ 2 đô được phát hành năm 1953, mộc đỏ seri đỏ. Đây các nhà mình xem ha. Năm 1953, mặt trước là ảnh tổng thống Jackson nha. Mặt sau là Nhà Trắng, một trong những biểu tượng của nước Mỹ ha. Đây mình cùng xem nha. Và hiện tại những tờ này còn rất ít trên thị trường nha. Và hiện tại không có còn nhiều nữa nha các nhà mình ha. Do là người ta có bao nhiêu là người ta sưu tầm hết rồi. Hôm nay em cũng về được một số tờ nha. Những tờ này có giá giao luôn mình là 450 ngàn một tờ ha. 450 ngàn một tờ cho 2 đô được phát hành năm 1953. Đặc biệt là mộc đỏ seri đỏ, một những tờ tiền may mắn nhất thế giới nha. Mộc đỏ thì ít có ai có nha. Nó cái năm sản xuất tờ tiền nó nằm dưới tờ seri này nè, các nhà mình xem ha, 1953. Rồi tiếp theo năm 1953 tới năm 1963, 10 năm sau thì Mỹ mới sản xuất thêm một tờ tiền 2 đô nữa ha. Đó là được phát hành năm 1963. 63 là mộc đỏ seri đỏ luôn nha. Đó đây các nhà mình xem ha. Năm 1963. 63 một con số rất là đẹp nha. Lộc ha, tài lộc. Đây nha cả nhà mình xem ha, mặt trước cũng là hình ảnh tổng thống Jackson luôn nha. Seri đỏ, mộc đỏ. Mặt trước là tổng thống Jackson, mặt sau cũng là biểu tượng của Nhà Trắng luôn ha. Đây cả nhà mình xem nha, một những tờ tiền may mắn nhất thế giới ha. Đây cả nhà mình xem. Đó, rồi tờ này thì bên em có giá vô luôn cả nhà, 450 ngàn một tờ nha, 450 ngàn một tờ. Cho 2 đô được phát hành năm 1963, một trong những tờ tiền may mắn nhất thế giới ha. Đây là mã số 4 mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình trong một clip dành riêng về các tờ tiền độc lạ ngày hôm nay nha. Tiền siêu tầm, tiền thế giới ha. Rồi tiếp theo mã số 5 là khỏi cần đi đâu xa, ở nhà không là mình cũng có thể siêu tầm được 50 tờ tiền. 50 tờ tiền của 50 quốc gia trên thế giới nha. Mình khỏi cần đi đâu xa, chỉ ở nhà thôi cũng có thể siêu tầm được 50 tờ tiền của 50 quốc gia. Và bên em có kèm theo những cái phơi như thế này cho mình luôn nha. Đây mình cùng xem ha. Đó, tờ giống như tờ 1 đô này ha. Rồi tiếp theo là tờ của Asia này, tờ của Ai Cập cổ đại này. Rồi rất là nhiều tờ tiền ha, của Uzbekistan ha, Suriname này, Somalia.
là 50 tờ tiền trải dài qua tất cả các 50 quốc gia trên toàn thế giới nha. Ở nhà thôi, chỉ cần sưu tầm lại mình về mình làm tranh hoặc là trưng bày rất là hay nha. Bộ này 900 ngàn cho mình ha, 900 ngàn cho mã số 5, 900 ngàn cho mã số 5 có trong video ngày hôm nay mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình nha. Rồi tiếp theo qua tờ, qua bộ 50 thì tới bộ 100 ha, 100 nha. Hôm nay rất là nhiều sản phẩm hấp dẫn nha, nhớ xem được đừng quên cho like giùm em nha. Rồi tiếp theo mã số 6, mã số 6 trong video ngày hôm nay là một bộ tiền, một bộ tiền trải dài 100 quốc gia cho em ha. 100 tờ, cái này là 100 tờ. Thật sự ra một cái bộ 100 tờ rất là khó kiếm hơn bộ 50 tờ nha. 50 tờ thì 50 quốc gia mình dễ kiếm, nhưng mà 100 tờ 100 quốc gia thì nó rơi vào những quốc gia nó khó tìm nên là giá trị nó cao nha cả nhà ha. Bộ này là 100 tờ 100 quốc gia trên thế giới em nha. 100 tờ tiền 100 quốc gia ha. Và bộ này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,5 triệu nha, cho 100 tờ trải dài qua 100 quốc gia trên toàn thế giới nha. Có những quốc gia nó nằm, những tờ tiền của họ rất là khó kiếm đó. Bộ này 100 tờ 100 quốc gia cả nhà ha. Peru nè, một những quốc gia ở Nam Mỹ đó, cả nhà mình xem nha, đầy đủ các nước trên thế giới ha. Mông Cổ, Angola, đây cả nhà mình xem nha, Suriname nữa này, Uzbekistan đó, rất là nhiều tờ ha. Costa Rica, còn 100 tờ này 2,5 triệu giùm em ha, 2,5 triệu giùm em ha, 2,5 triệu cho mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7 cũng là một những tờ tiền phong thủy nha. Đó là một bộ tiền tứ linh long lân quy phụng nha, bốn linh vật đây. Tiếp theo là em quay cho mình bộ tiền tứ linh. Bộ tứ linh này rẻ thôi nha cả nhà ha, bao gồm một bộ này nó bao gồm bốn linh vật hiện trên đây luôn nha, tứ linh ha, long lân quy phụng. Đây đầu tiên là tờ gồng là của quốc gia Bhutan giùm em nha. Tờ gồng ha, long nè, lân là Myanmar ha, lân quy là của quốc gia Brazil ha, quy là Gassin, và cuối cùng phụng là một trong những đất nước của Bhutan ha. Bhutan thì nó có hai tờ gồng phụng, còn lại là tờ Myanmar và Brazil. Đây một bộ tứ linh, một bộ tiền tứ linh nha, long lân quy phụng, chỉ có 150 ngàn thôi nha cả nhà ha. Em không có bao ship nha, 150 ngàn mà bao ship nữa là thua luôn rồi đó. 150 ngàn giùm em ha, 150 ngàn giùm em bộ này đó anh. Các bạn nào mà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ giúp em ha. Đây là mã số 7 có trong video hôm nay mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình nha. Rồi tiếp theo đi vào các tờ tiền xưa Việt Nam của mình đi ha, đi vào tiền xưa Việt Nam mình nha. Bộ tiền mà rất là nhiều người sưu tầm nhất đó là mã số 8, đó là một bộ tiền ha. Bộ tiền này rất là đặc biệt, nó có 5 con thú, hay người ta gọi đây là bộ tiền thú ha. Vì sao mà nó có bộ tiền thú thì cả nhà mình cùng xem nha. Năm 1972 dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì là sản xuất ra một bộ này là bao gồm 5 tờ toàn những tờ có hình con thú trên này luôn nha. Đây cả nhà mình xem ha, tờ đầu tiên 50 đồng ha, có hình ảnh ba con ngựa, đặc biệt những tờ này có bóng chìm của bà Trần Lệ Xuân luôn nha. Tại đây là em không có giờ lên nắng đó mình thấy ha, phía bên tay trái của mình là có hình ảnh bóng chìm bà Trần Lệ Xuân luôn ha. Và những tờ tiền này có 1/3 tờ tiền phía bên tay trái là có chỉ bảo an luôn nha. Những tờ này do Mỹ sản xuất làm ra ở Vương quốc Anh đó. Những tờ này bảo mật rất là cao và không thể nào làm giả được đâu ha. Đặc biệt là mình cút cái tờ này ra sẽ có cộng chỉ trong đây luôn nha. Đó, tờ 50 đồng ha, một tờ 50 đồng. Rồi mệnh giá tiếp theo đó là 100 đồng ha, hình ảnh con trâu cày ruộng đây ha. Rồi 200 đồng hình con nai. Có một bộ là bao gồm 5 tờ toàn những hình ảnh con thú không ha. 500 đồng hình con nai. 200 đồng hình con nai, đặc biệt là 500 đồng hình con hổ ha. Đây cả nhà xem nha, con hổ ngày xưa là dưới chế độ bao cấp là những tờ này mà đi chợ là mua là không có tiền thối đâu nha. 500 đồng hình con hổ Việt Nam Cộng Hòa, mặt trước là ảnh con hổ, phía sau là Dinh Độc Lập. Đó, và cuối cùng của mệnh giá năm 1972 đó là tờ 1000 đồng hình con voi Tây Nguyên nha. Đây cả nhà mình xem ha, tất cả những tờ này rất là đặc biệt, ở chỗ là nó lúc nào nó cũng có một cái chữ, một cái câu huyền thoại nha. Luật hình phạt khổ sai những kẻ giả mạo do ngân hàng quốc gia Việt Nam phát ra ha. Việt Nam Cộng Hòa lúc nào cũng có một cái câu đó hết luôn nha. Và 1/3 tờ tiền lúc nào cũng có chỉ bảo an cho đó luôn ha. Chỉ bảo an mình có thể rút ra được, rút ra có cộng chỉ trong luôn. Ngày xưa người ta nói là những người mà nhứt răng thì rút cái đó ra là nhét vô kẻ răng là hết bị nhứt răng luôn á. Rồi đây là mã số 8 trong video hôm nay nha. Tiếp theo mã số 9 thì đi vào một trong những bộ tiền của Việt Nam Cộng Hòa luôn nha. Đây là bộ tiền được phát hành năm 1969. Bộ này nó có một cái tên gọi là bộ hoa văn nha. Vì hồi nãy là bộ thú rồi, tiếp theo là năm 69.
với chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì cũng có sản xuất được một bộ tiền như thế này nha. Bộ tiền này năm 1969. Bộ này nó có tên gọi là bộ hoa văn. Vì những tờ này có hình ảnh hoa văn trên đây hết luôn nha. Mình giá thấp nhất là 20 đồng. Hồi nãy quên giới thiệu với mình bộ thú tiền thú nãy á. Bộ tiền thú nãy là 650 ngàn nha. Bộ 1972 là 650 ngàn. Bộ này cũng 650 ngàn luôn ha. Bộ này cũng 650 ngàn luôn nha. Bộ này 6 tờ năm 69 cũng là 650 ngàn luôn. Đây bộ hoa văn 20 đồng hoa văn nha. 50 đồng. 50 đồng hoa văn. Đó, rồi tới 200 đồng, 200 đồng hoa văn luôn ha. Chọn bộ năm 69. 100 đồng này. Bộ này 6 tờ, bộ 69 là 6 tờ, 650 ngàn giùm em ha. 500 đồng. Những tờ này là có bóng chìm của Trần Hưng Đạo nha. Tờ này có bóng chìm Trần Hưng Đạo là 1/3 tờ tiền cũng có chỉ báo an luôn ha. Đây cả nhà em xem nha, 650 ngàn, 650 ngàn cho mã 69. Rồi tiếp theo đi vào tiền xưa Việt Nam mình nha. Đi vào chế độ xã hội chủ nghĩa. Sau khi thống nhất đất nước thì dưới chế độ xã hội chủ nghĩa nha, có làm ra một bộ tiền nè. Bộ tiền này được phát hành năm 1976 ha. 1976 nha. Thì có hình ảnh Bác Hồ. Năm 76 thì có 6 mệnh giá. Mệnh giá nhỏ nhất là 5 hào. 5 hào em ha, 5 hào cây dừa. Đó, 5 hào cây dừa ha. Rồi mệnh giá tiếp theo 1 đồng. 1 đồng cột cờ nha, 1 đồng cột cờ ha. Rồi tiếp theo 5 đồng chợ cá. Đây 5 đồng mặt sau là chợ cá này ha. 5 đồng chợ cá. Rồi 10 đồng, 10 đồng voi Tây Nguyên. Đây mình xem ha, 10 đồng voi Tây Nguyên. Rồi 20 đồng là ảnh Bác Hồ nha. 20 đồng và mệnh giá lớn nhất của năm 1976 đó là 50 đồng thôi. 50 đồng năm 76. Thì đây là mã, đây là mã số, đây là mã số 9 có trong video ngày hôm nay ha. Không, đây là mã số 10, xin lỗi cái nhà mình, mã số 10 nha. Và bộ này có giá giao luôn mình là 650 ngàn, 650 ngàn cho bộ số 10. Mã số 10 có trong video ngày hôm nay. Mã số 10 ha. Rồi tiếp theo, mã số 11. 11 thì em có một cái tờ này lẻ này, rất là nhiều người sưu tầm tờ lẻ này ha. Đó là tờ 500 đồng con cọp nha. Tờ này thì bên em có giá giao luôn mình 150 ngàn tờ ha. Đây là mã số 11 có trong video hôm nay nha. Mã số 11 là nha. Đây là tờ 500 đồng con cọp. Tờ này thì rất là nhiều người sưu tầm ha. Một trong những con rất là hay nha. Những tờ tiền rất là nhiều người kỷ niệm ha. Tờ 500 đồng con cọp do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát ra năm 1972. Những tờ này là 150 ngàn một tờ ha. 150 ngàn một tờ. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha. Đây là mã số 11. Rồi tiếp theo mã số 12. 12 là có một cặp sừng rất là độc lạ nè cả nhà em xem. Cặp sừng này rất là độc lạ luôn nè, mã số 12 trong video ngày hôm nay. Và mã số 12 này bên em có giá giao luôn mình là 3 triệu đồng nha. Cái này thông đèn rất là đẹp. Còn sừng con gì thì cũng chưa biết nha, tại sưu tầm thấy độc lạ quay lên giới thiệu cùng mình luôn ha. 3 triệu đồng cho một cặp như thế này. Đây là mã số 12. Mã số 13 là một trong những sản phẩm rất là hay nha. Một miếng sản phẩm về dòng bật lửa rất ít gặp. Đây là một trong những con bật lửa của Nhật, được sản xuất vào những thập niên 1950-60 nha. Nó chế tác giống như hình ảnh một cái cây giống như hình ảnh là một cái bá của cây giống như một cái bá của một cây súng vậy đó, rất là độc lạ. Ở đây là mã số 13. Đây cái này em xem nha, về bỏ xăng vào sử dụng thôi. Bỏ xăng là mình bỏ xăng vào dưới con to dưới này ha. Còn con trên này là bỏ đá. Con này có giá giao của mình 2,5 triệu. 2,5 triệu giùm em nha, mã số 13. Rồi mã số 14 cũng là một trong những sản phẩm của Nhật, được sản xuất vào những thập niên 1960. Đó là một cây bật lửa cũng như chế tác giống như hình ảnh một cái cây súng nha. Đây là mã số 14. 14 ở bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu của mình nha. Con này thì hôm nay có giá giao luôn mình 1,8 triệu thôi, sale cho mình con này luôn nha. Đó, con này về bỏ xăng vào sử dụng làm cái đế lên là hết sảy luôn á. Đây là mã số 14. Rồi 15 ha. 15. 15 là một những bộ tiền xu nha. 15 thì hôm nay là có hai bộ tiền xu đi giới thiệu của mình ha. Mã số 15. 15, bộ đầu tiên là 60 xu 60 quốc gia. Khỏi cần đi đâu xa, ở nhà cũng thể sưu tầm được tiền của các quốc gia trên thế giới nha. Bộ đầu tiên là giới thiệu mình là bộ 60 xu. 60 xu là 60 quốc gia trên thế giới nha. Đó, trải dài qua tất cả các quốc gia luôn nha. Bộ tiền xu. Tính ra bộ này thì giao lưu với mình là 600.000 thôi, tính ra chỉ có 10.000 một xu thôi, kèm theo album luôn ha. Rất là đáng để sưu tầm nha. Đi khỏi đi đâu xa, ở nhà thôi cũng có thể sưu tầm được 60 xu 60 quốc gia trên toàn thế giới nha. Bộ này 600. Bộ này 600. Rồi trong mã số 15 này còn một bộ 120 xu nha cả nhà ha. 120 xu. 120 xu thì 120 xu thì chỉ có 1,2 triệu thôi. 10.000 một xu thôi cả nhà mình nha. 10.000 một xu ha. Ở nhà là cũng có thể sưu tầm được 120 xu 120 quốc gia trên thế giới rồi, khỏi cần đi đâu xa ha.
Rồi có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha. 120 xu, 120 quốc gia, 1.200.000 cho mã số 15. Và một trong những năm mà sản xuất nhiều tờ tiền nhất của Việt Nam mình đó là năm 1985, nằm trong mã số 16 ngày hôm nay ha. Mã số 16 đây là một bộ tiền năm 1985. 85 thì đây là một lần đổi tiền đầu tiên của Việt Nam mình ha. Bộ này á, bộ này năm được phát hành năm 1985. Bộ này bao gồm 11 mệnh giá luôn nha. Đặc biệt là có tờ 30 đồng huyền thoại lịch sử Việt Nam mình luôn á. Ở đây các anh em xem, năm 85 thì nó có tới 11 mệnh giá được. Mệnh giá nhỏ nhất là năm hào nha. Năm hào đây các anh em xem ha. Em lấy em xem nha, năm hào. Năm hào ha. Đây là lần đổi tiền đầu tiên của Việt Nam mình nha, năm hào nè. Rồi tới 1 đồng ha, 1 đồng cột cờ. Rồi 2 đồng cột cờ nè. 2 đồng cột cờ ha. Rồi 5 đồng cột cờ luôn nha. 10 đồng cột cờ. Và đặc biệt là 30 đồng huyền thoại do nhà thơ Tố Hữu Việt Nam mình sáng lập nên nha. Nhà thơ Tố Hữu sáng lập ra tờ 30 đồng này nè. Và đặc biệt những tờ này không lưu hành được bao lâu thì đã thu hồi lại nha. Đây là một mệnh giá lẻ, có sử dụng và cả thế giới cũng không ai sử dụng mệnh giá 30 hết, nên là không bao lâu là đã được thu hồi lại hết nha. Mặt trước là ảnh Bác Hồ, mặt sau là ảnh chợ Bến Thành ha. Đây tờ này rất là hay nha, tờ này rất là ý nghĩa ha. Các bạn nào có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ với em nha. 50 đồng. Năm 85 có hai tờ 50 đồng, đó là 50 đồng trắng nha và 50 đồng xanh ha. Đây là lần đổi tiền đầu tiên của Việt Nam mình á. Rồi tiếp theo là tờ 100 đồng. 100 đồng là ảnh Bác Hồ. Đó, mặt sau là ảnh người nông dân cấy lúa nha. Và tiếp theo là tờ 500 đồng mệnh giá lớn nhất. Thì bộ này thì bên em có giá giao luôn cả nhà 1.200.000 nha. Nó tới 11 mệnh giá, 11 tờ đầy đủ luôn á. Đó, về sưu tầm là một bộ tranh kỷ niệm ha, lần đổi tiền đầu tiên của Việt Nam nha, mã số 16. Rồi tiếp theo mã số 17 của ngày hôm nay là một cặp lân nha. Hôm nay cuối ngày hôm nay thì buổi trưa ngày hôm nay cũng giới thiệu mình một cặp cặp lân nè. Cặp này về là gần 60 kg nha các anh em ha, gần 60 kg mà em nha. Gần 60 kg ha. Một cái những sản phẩm cặp lân bằng đồng, thường bằng đồng nó rất không có nét lắm nha. Đây nhưng mà cặp này cực kỳ nét, cao là 40 cm em nha, nặng là 60 kg cho một bộ như thế này. Đường kính ngang của cặp lân này rơi vào khoảng là 27 ha. Cân nặng nó một cặp là khoảng 60 kg. Đó, cả nhà mình xem nha. Rất là hay ha. Cặp này thì bên em có giá giao lưu mình là 24 triệu đồng nha. 24 triệu đồng bao luôn phí ship toàn quốc cho mình luôn nha. 24 triệu đồng ha. Đây là mã số 17 và cuối cùng của ngày hôm nay là mã số 18, một trong những vị mà rất là nhiều người hay thờ nha, đó là Quan Công. Quan Công phía sau là có hộ 5 lá cờ Quan Công Ngũ Kỳ. Cái điểm đặc biệt của cái tượng này á là có những con rồng nổi dưới nha, ủ lông. Đây cái này mình xem nha, những con rồng nổi dưới rất là to đây. Xem ha, quay kỹ cho mình xem tượng này nha. Tượng này chiều cao tầm khoảng 70 cm, nặng là 30 kg. Đây cái này mình xem nha, dưới này ha. Đây, những tượng Quan Công mà đứng to như vậy ít có như cái nào mình nha. Quan Công Ngũ Kỳ. Rồi cao là chiều cao nó của ông này ha. Đo lên tới cây đao phía sau là khoảng 70 mấy cm. Cả nhà mình xem nha. Tượng này 30 kg được, những tượng lớn vậy không có nhiều đâu nha. Và tượng này bên em có giá giao luôn mình là 22 triệu đồng ha. Đây cũng là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay. Rồi cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Với những sản phẩm đẹp độc lạ hơn nữa nha. Cuối like rồi nhớ like mẹ một like nha. Ngón tay phía bên tay trái màn hình mình ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo.